Chị ơi, mắc gì hát bài hit của họ mà không hát bài hit của tụi em? Ủa, em cũng có nữa. Anh có hit không? Bài gì? Sao hay ra dẻ quá? Hit chưa? Hit rất hit. Mắc gì em có hit em không hát bài hát của chúng sanh. Em ơi, hồi nãy chị nói là nghệ thuật. Nghệ thuật. Anh em mình có bài hit bài chương trình mình. Hai ngày mùa dù là hai ba. Dù là ngày buồn hay vui, hay nắng đôi hay mưa dầm, có gió đâu anh em mình còn có nhau. Cuca 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 cuca. Mặt trẻ mang đến. Em chưa là gì hả? Ủa mà mấy người thì có bài hit hả? Ủa mà mấy người thì có bài hit hả? Có không? Có bài hit không chị? Có hết chứ. Có không? Bài hit gì ạ? Dạ em cũng có một bài em fit với lại một trong những dàn cát của anh đó là ngủ một mình. Bạn cũng hiểu mà. Không mà có người ta giết anh ơi. Em cũng có tác giả trong đó chứ không phải em cover. Em là trong team. Dạ đúng rồi. Cái đó là trong team nhưng mà hiểu nó bỏ tiền ra DBA một mình nó thôi. Đó. Bỏ tiền ra DBA một mình nó thôi. Đúng. Trời ơi có anh đó. Anh biết không? Là tất cả thành công của nó ngày hôm nay là do anh em hết. Đúng rồi. Nhưng mà khi nó lên nó trình diễn thì nó chiếm hết cả bỏ lầy. Trời ơi. Của nó. Nhưng mà đằng sau là anh em hỗ trợ nó. Mà trong đó anh thấy không, nó đi nó không bao giờ giới thiệu show cho anh em. Không bao giờ bỏ sáng một mình nó thôi. Mà cái vụ này đúng hả? Nó hãy một mình nữa. Đúng rồi. Nó hãy một mình. Cái lời chứ cái bài hãy nó hãy vừa quen. Nè, hai ba. Hãy lời lời với anh. Thêm một lần nữa cho anh. Đây có lý do mà không dắt anh em theo là vậy nè. Tức là cái bài đó cái lời gốc là vì anh muốn đổi một mình đêm nay thôi. Thì ra là vậy. Hên mọi người ơi, con... Hên mọi người ơi, con... Ai sát? Pháp Kiều, Nì Ghiếp sẽ chào tất cả mọi người đến với Hai Ngày Một Đêm tập đặc biệt về với miền Tây. Và hôm nay chúng tôi ở đây. Và hôm nay chúng tôi đến đây có một nhiệm vụ đặc biệt đó. Thì tập này nó đặc biệt đó chính là Ai Sát được về quê của mình. Cho nên là nội dung cũng sẽ đặc biệt hơn một tí. Để chính là chúng ta sẽ có một cái showcase. Chúng ta sẽ xem là ngoài khả năng văn miếng và tạo một miếng hài hước thì các chúng ta còn có những gì có thể thể hiện được. Tôi nghĩ yếu nghề như chúng ta thôi. Đúng không? Dạ. Có nghĩa là khi mà qua mảng hài chúng ta yếu nghề nhưng mà tôi nghĩ là ca hát nhảy múa thì họ yếu hơn chúng ta. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Thử đi cho biết. Quá trình ban tổ chức đã liên hệ và đổi ý tưởng quá với từng nghệ sĩ như thế nào rồi? Quá trình cũng chưa được biết sẽ làm cái gì hết. Đúng rồi. Nên Kiều thì phỏng đoán là sẽ làm gì không? Em nghĩ là phải tập luyện rồi chơi trò chơi đồ này kia. Đúng rồi. Đâu có dễ ăn vậy. Em nghĩ là tụi mình là không thể nào được chung đội rồi đó. Là chắc chắn là tụi mình là ba cái đội trưởng. Wow. Ừ, dạ, nhưng mà không gom được đội hả? Em nghĩ vậy đó. Ba đó mình gom lại đội diệt cái người đó đi. Đúng rồi. Đúng không? Được không? Tập gì đấy đại đi. Vậy đi. Ừ. Thì thật ra là tôi nghĩ là chúng ta sẽ phải chơi game đúng không? Và đặc sản Hoàng Một Đêm là phải có những cái activity rất là máu lửa. Rất là hardcore. Đúng rồi. Yes. Rất nhiều thử thách cho nên là khi mà nhận lời thì cả ba chúng tôi đã rất mong chờ để được va chạm với dàn cast. Dạ. Thì đúng như là Nai Zac nói là chúng ta sẽ tổ chức một đúng cái rồi, cái mini filmmix rất là đặc biệt với những tiết mục cát nhảy múa trong đó. Dạ. Thì dựa trên thực lực của dàn cast, ba khách mời đánh giá trình độ và là biểu diễn cát của họ như thế nào ạ? Tôi sẽ phải né anh Kiều Minh Tuấn bởi vì sao vậy? Vì đã có cơ hội đóng phim và người ta biết khả năng ca hát của anh Tuấn cũng nằm ở cái mức dưới trung bình. Nếu mà đi học thì anh ta sẽ là học sinh kém trong ca hát. Đó, cho nên tôi sẽ né anh Kiều Minh Tuấn. Yeah. Tôi sẽ chọn một nhân vật rất đặc biệt đó chính là Liên Võ Lâm bởi vì đúng rồi. Anh ta đang rất là kiểu muốn thể hiện mình trong Anh Trai Say Hi. Sẵn đây thì có ba Anh Trai Say Hi ở đây. Đúng rồi. Thì đây là cơ hội để Liên Võ Lâm chứng tỏ là mình có đủ trình độ để vào chương trình Anh Trai Say Hi không? Nếu như mọi người nếu mà anh Lâm vượt qua thử thách này thì khả năng chúng tôi sẽ nói chuyện với ban tổ chức là cân nhắc cho anh vào một vị trí của Anh Trai Say Hi cũng được. Anh rất đánh giá khả năng ca hát cũng như trình diễn sân khấu của Dương Bảo Lâm như thế nào ạ? Tôi nghĩ là thì chắc cũng được. Hồi xưa lúc mà mình tham gia cái Hành Trình Rực Rỡ là ảnh cũng gọi là hỗ trợ mình tiểu phẩm đồ này kia nọ trên sân khấu đó. Đúng rồi. Đúng rồi, là biểu diễn là không thua ai luôn. Tôi nghĩ là chỉ biểu diễn thôi, đừng mở miệng hát. Thì chấp nhận được thì tôi nghĩ như vậy thì nó sẽ đẹp hình hơn. Nếu như em hả, chắc là em biết là thua là anh Trường Giang mở đảm luôn. Anh Trường Giang là tài năng nè em. Đúng, toàn năng luôn đó. Anh nghĩ là anh Trường Giang là một trong những nghệ sĩ có thể nói là đa năng đó. Nếu em xem Trường Giang diễn hài là anh hát được nè. Nhảy múa được luôn, hát rất hay. Không, nhưng mà em thích chọn anh Chris Frank.
Chris Phản. Chris Phản lắm hả? Phản. Không, mà Chris Phản là có những cái chiêu hip hop mà co cái đầu được. Đúng rồi. Vì là hợp với cái nhạc của em rồi. B-boy đó, B-boy. Rồi. Cái đầu rồi đó. Còn Vũ Kiến Huy thứ hai thì khỏi nói rồi. Bởi vì là những nghệ sĩ mà cũng đã chứng tỏ được khả năng của mình trong lĩnh vực ca hát rồi. Em là nếu như mà em được chọn là em sẽ chọn anh Giang với lại Hiếu. Đó, đó mạnh nha. Đúng rồi, đó anh Giang là mọi người biết vừa rồi. Vừa có miếng mà vừa biết có cái đội là vừa có thanh vừa có sắc vừa có miếng luôn. Đúng rồi. Cho nên là Negip muốn có anh Giang trong đó. Nếu như vậy tôi sẽ giật Trường Giang của Negip. Vậy tôi lấy anh là lầm. Những nghệ sĩ ở đây là cũng đã từng tham gia rất nhiều game show với Dàn Cast đúng không ạ? Và ít nhiều gì cũng từng bị 6 người đàn ông này hành hạ. Thì bây giờ là đến cái thử thách là thế mạnh của mình rồi. Thì mình có tính, mình có đường gì mà hành hạ ngược lại họ cho đã cái nương mà. Là... Vẫn hay nói hả? Tôi cũng chưa nghĩ là mèo nào cắn miếu nào đâu. Tại vì chưa chắc ai hại ai đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Lỡ nhiều khi khán giả thích một cái sự âm nhạc nhưng mà nó hài hước thì sao? Nó vui vẻ thì sao? Tại còn... vì ra chiến trường mới biết được. Đúng rồi. Thì Dàn Cá hàng một đêm. Chuyên gia gọi là kiểu đè đầu cửa cổ hết mời. Cho nên thật ra tôi cũng không có chắc là với cái nội dung thế mạnh của mình thì mình có đè đầu cửa cổ của người không hay là ngược lại. Cho nên là luôn luôn chuẩn bị tinh thần cho những gì nó bất ngờ xảy ra nhất. Ví dụ giống như là Chris hoặc là team của Pháp Kiều, như Pháp Kiều mong muốn team thì Pháp Kiều dự định sẽ bắt Chris phải tập luyện những động tác gì cho phù hợp với tiết mục của mình. Muốn khai thác mỏ hổn nên nó hổn rồi. Em phải bắt ảnh phải nhảy đồ hả, uống éo đồ này kia các kiểu phải chung rồi nha. Em bắt ảnh giả gái đi. Ý đó. Được không, được không? Được ảnh. Em bắt ảnh bắt làm backup dancer cho em. Trời đó, ảnh hát được luôn. Ừ, ảnh hát hay luôn á. Em bắt ảnh là làm này làm kia dữ lắm đó nha, chứ không phải là để yên đâu. Nghiếp ví dụ mà chú Giang thực sự vào đội em sẽ bắt chú làm gì? Em nghĩ là chú bắt em làm gì chứ không có chuyện mà em bắt chú làm gì á. Anh Giang ảnh có rất là nhiều cái tài ở trong cái chuyện mà kịch bản rồi dựng đồ đó. Đó thì ảnh sẽ biết một cái bài nó trở nên hoàn hảo là như thế nào, cho nên là em nghĩ là em sẽ tin ảnh, ảnh nói gì em làm theo đó. Nói nhưng mà ra nói bàn bàn nãy giờ thôi chứ ra là đâu phải là muốn chọn hay chọn đâu. Đúng anh, rồi. Anh luôn luôn nghĩ là ekip của anh đúng rồi. Không bao giờ để mọi thứ dễ dàng. Đúng rồi. Bây giờ là dream team của Negip là anh Trường Giang với thứ hai. Dạ em nghĩ vậy. Dream team của Pháp Kiều là Chris Phan, Ngô Kiến Huy. Đều đội hình luôn, nếu backup dancer thì phải cùng chiều cao. Ai nếu như mà vô vậy rồi team ba người ai cũng đẹp hết trơn, sao đội hai anh làm lợi là dream team đó, đem gọi là dream team mà đúng không? Ủa anh Giang cũng dream đẹp team mà. Của anh là chú Sáu với anh Lê Dương Võ Lâm đúng không? Đó bây giờ mọi người là có dream team hết rồi. Đúng rồi. Thì bây giờ đây coi là có chọn được dream team thứ mình không? Đúng rồi. Với cái sự kết hợp với các nghệ sĩ của hai ngày một đêm á thì các khách mời ở đây có nhắm sẵn trong đầu một hai bài nhạc phù hợp nào không ạ? Nếu như mà em được chung team thôi, nếu... bảo đảm tôi biết ông hát bài gì luôn. Bài gì vậy? Cho nói thử không? Bài ngủ ở luôn. Đúng rồi. Bài đó thôi. Nếu như bảo đảm thôi là dễ gì thôi. Mà anh Giang cứu hiếp cuộc đời mà ngủ ở luôn chắc cũng đặc biệt lắm á. Dữ đó. Còn hay là bài đó hit lần nữa. Đúng rồi. Ngoài bài đó là cho em một option đi. Mamma Mia hả? Mamma Mia, đúng rồi. Tôi thấy đội người ta thì cái đội tôi tự gửi bài người ta hết vậy. Em nghĩ là nếu như mà anh Giang mà vô bài Mamma Mia cũng ảo nha. Mamma Mia cho em qua hát chung được không? Được luôn em. Ừ, vậy đi. Mình collab vô cái bài nào mà nguyên dàn cast với khách mời hát chung không ta? Có. Ai diễn mới vui á, đúng không? Còn em sao Kiều hát bài gì? Em tính diễn bài gì? Thôi, nhiều khi tôi cũng đoán được Kiều cũng hát bài gì luôn rồi. Cần nói luôn không? D.O.C. Và tất nhiên là bài DOC rồi, tại vì bài đó em mới ra mà đúng không? Đúng em rồi. phải diễn rồi nhảy rồi này kia. Nhưng mà em đang phân vân giữa một bài nữa, đó là bài mọi người cũng rất là thích, đó bài Lối Đi Riêng. Lối Đi Riêng. Anh thấy bài đó là rất là hợp với Chris Phản nha. Còn anh thì thường giờ anh sẽ hát với Văn Bang là bài Quốc Dân rồi. Là anh đang phân vân giữa bài Yêu Không Nghỉ Phép nè, với Anh Sẽ Về Sớm Thôi, rồi Hai Cô Tiên cũng hay đó. Anh đang phân vân giữa mấy bài đó. Diễn Tắt Đèn Đi cho em hát với em làm fanboy cho. Ok không? Tắt Đèn Đi. Rồi ok. Vậy thôi, vậy theo một option nữa là Isaac có 4 bài. Thực ra thì tất cả mọi thứ cũng chưa dự đoán thôi. Đúng, phải tùy thuộc xem là thành viên trong đội mình là ai thì mình mới chọn được. Chủ yếu là phải làm sao mà khán giả phải đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đúng rồi. Đó. Tôi giả bộ ngồi lựa vậy thôi chứ lúc đó tụi tôi chọn bài khác đó. Đúng cho mọi người bất ngờ. Nhiều khi là một bài mới phát hành của Negip hoặc là bài phát hành rồi. Tại vì người ta nói là đâu phải tự nhiên mà tham gia game show. Đúng rồi. Nghệ sĩ tham gia game show đều cũng có giả tập để giới thiệu bài hát mới của mình. Đúng rồi. Tại vì anh cũng sắp ra nhạc luôn đúng không? Mọi người đừng nghĩ như vậy. Anh đã đủ rồi thì anh phải nhường mọi người thôi. Đó là người giả tâm nhất ở đây là ai ạ? Pháp Kiều. Bởi vì người ấy vừa ra bài hát DOC đúng rồi. Ngay tập này để làm có một cái thế ống tài đâu.
tại sao chỉ đi có một tập biểu diễn thôi mà không đi những tập khác? Em không tâm ở trên đời này. Hiểu rồi, hiểu rồi. Chứ mà làm chuyện mà có quá nhiều sự trùng hợp ở đây. Đúng rồi. Áo Song Việt Nam, bài hát của chúng ta phát sóng 21:15 Chủ nhật hàng tuần từ ngày 25 tháng 8. Trong buổi chiều nay, các bạn sẽ cùng nhau làm nên một chương trình nhạc hội với quy mô hơn 1.500 người. Hơn 1.500 người. Trời ơi. Tưởng cái gì? Ái Gia nó từng diễn nhiều nhất là bao nhiêu ngàn người nè? Mười mấy hai chục ngàn người live show của anh. Trời wow. Không gì cả, trời ơi. Có gì đâu. Nếu trời mà trong thời mà trai trẻ của em là live show em là 40.000 người đó. Wow. Thời đỉnh cao của em là em diễn trước mặt 50.000 người. Em live stream. Em live stream. Có. Có không? Thì đúng rồi. Thời ủa đỉnh thì cũng là mắc coi mà. Mắc coi thì một người là một mắt. Thì đó 50.000 người là đúng rồi. Hiếu thì tao hiếu. Em thì cũng sương sương thôi. Chắc 1 triệu người. Trời ơi, chú bạn nhỏ, chú bạn nhỏ. Đúng rồi, nhỏ anh, chú bạn nhỏ. Trời ơi, tôi là cái video mà nhiều nhất là tới 20 triệu lượt xem lần. Em sao? Em thì cũng nhiều đó, cũng tầm mười mấy ngàn người á, cũng có rồi, cũng nhiều. Số lần của em sao? Trời, em trời tính chứ trời. Trời, em đỉnh cao 365, bây giờ vẫn có cái MV nào nhóm của ca sĩ nào vượt qua 365 hơn 500 triệu đó. Đúng rồi. Tuyệt vời. Gương cả tỷ rồi đó. Cả tỷ. Đó, rồi hết rồi ha. Rồi, hết rồi ha. Rồi. Ủa? Trời ơi, coi vậy chứ em là nhiều nhất đó. Phải không? Em là diễn viên truyền hình mà. Mà truyền hình mà mở mấy cái kênh HV7 rồi gì đó. Lên là cái hả cỡ cũng phải là mấy chục triệu mấy người. Mấy chục triệu đó, đúng rồi. Mấy chục triệu đúng rồi. Không TV nhiều người coi lắm. Nói chung là quy mô 1.500 người không có gì đáng sợ với mấy bạn đúng không? Đúng. Trời ơi. Giờ không cần tập ra diễn luôn. Ra diễn luôn. Cho người vào. Ngu gì? Ngu. Cái điều đáng sợ không phải là số lượng khán giả 1.500 người. Điều mà các bạn phải vượt qua đó là ngày hôm nay các bạn sẽ phải kết hợp với 3 khách mời mà chúng tôi đã mang đến cho các bạn. Trời ơi. Và mang lại những tiết mục đạt chuẩn nghệ thuật chứ không phải là hề. Chứ không phải là hề. Vậy thì đó bây giờ là mình làm cái gì vậy? Ủa vậy thì đó giờ tụi em làm cái gì chứ Thấm? Mà không đạt chuẩn. Trời ơi, mình là thiếu chuẩn mực. Thiếu chuẩn mực, trời ơi. Sao? Mình là những em nha. Sao? Cái câu ăn. Tụi em phải biểu diễn một tiết mục chuẩn mực nghệ thuật chứ không phải là hê đau đớn quá. Trời ơi, đúng là kiếp làm hê, kiếp làm hê. Trời ơi, làm hê bất công thế, ta còn đóng một mình đồ điện tôi không vui, bà cũng chửi ta chìm miệng. Mẹ ơi, ớ biết không. Mỗi khách mời khi mà đến với chương trình của chúng ta ngày hôm nay là các bạn ấy đã mang theo một bài hit của các bạn. Ồ. Và các bạn ấy sẽ kết hợp với hai cast. Chị ơi, mắc gì hát bài hit của họ mà không hát bài hit của tụi em. Ủa, ủa? Em cũng có đó. Anh có hit không? Bài gì? Sao hay ra vẻ quá. Hit chưa? Hit rất hit. Mắc gì em có hit em không hát bài hát của chúng sanh. Em ơi, hồi nãy chị nói là nghệ thuật. Nghệ thuật. Anh em mình có bài hit bài chương trình mình. Hai ngày một dù là hai ba. Dù là ngày buồn hay vui, hay nắng đôi hay mưa dầm, có sợ đôi anh em mình còn có nhau. Cuca 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 cuca. Mặt trẻ mang đến. Em chưa là gì hả? Ủa mà mấy người thì có bài hit hả? Ủa mà mấy người thì có bài hit hả? Có không? Có bài hit không chị? Có hết chứ. Có không? Bài hit gì ạ? Dạ em cũng có một bài em fit với lại một trong những dàn cát của anh đó là ngủ một mình. Bạn cũng hiểu mà. Không mà có người ta giết anh ơi. Em cũng có tác giả trong đó chứ không phải em cover. Em là trong team. Dạ đúng rồi. Cái đó là trong team nhưng mà Hiếu nó bỏ tiền ra DBA một mình nó thôi. Đó. Bỏ tiền ra DBA một mình nó thôi. Đúng. Trời ơi có anh đâu. Anh biết không? Là tất cả thành công của nó ngày hôm nay là do anh em hết. Đúng rồi. Nhưng mà khi nó lên nó trình diễn thì nó chiếm hết cả bỏ lầy. Trời ơi. Lúc nào của nó. Nhưng mà đằng sau là anh em hỗ trợ nó. Mà trong đó anh thấy không, nó đi nó không bao giờ giới thiệu show cho anh em. Không bao giờ bỏ sáng một mình nó thôi. Mà cái vụ này yếu quá hả? Nó hãy một mình nữa. Đúng rồi. Nó hãy một mình. Cái lại chơi cái bài hãy nó hãy người quen. Nè, 2, 3. Hãy lời với anh thêm một lần nữa cho anh. Đây có lý do mà không dắt anh em theo là vậy nè. Tức là cái bài đó cái lời gốc là vì anh muốn đuổi một mình đêm nay thôi. Đúng rồi. Thì ra là vậy. Thôi mọi người ơi, con. Thôi mọi người ơi, con. Về lại cho khách mời. Rồi đã có Negip giới thiệu bản hit của Negip rồi thì hai khách mời còn lại giới thiệu bản hit của mình đi. Em có một bài thi rap Việt đó là Lối đi riêng.
À vậy lối đi riêng, ngày hôm nay em diễn riêng mà em đi tụi tôi không diễn chung với em đâu. Thì nào bài chung. Mà lối đi chung. Lối đi chung đè lối đi chung đường. Đó. Rồi Isaac. Dạ, mà định hát là cái bài hồi xưa của em là bài Yêu Không Nghỉ Phép. Hát sao? Bài dễ thương thôi. Hát sao tôi nghe. Perché ti amo, ti amo, ti amo. Em có một bài hit hơn luôn bài đó đó. Bài gì anh? Cái bài nhạc buồn á. Cái bài gì anh? Cái bài nhạc buồn buồn á. Em có bài chứ mấy mà suy nghĩ. Chắc em đếm tôi. Chắc ngày đầu nó thương nhau hả? Đây em đúng, có. Đúng. Đó. Trách người vội cách xa nơi ta. Ta trách người vội. Ủa bài này của bạn hả? Đúng rồi. Trời ơi, vậy mấy lâu nay tôi tưởng là trên mạng nó hát thôi, không biết là bạn hát. Tà lỗi. Bài này hay nè. Trời ơi, cho tôi hối lỗi một cái. Ủa, cảm ơn đi. Trời ơi. Bài đó bài hit của Isaac đó mọi người. Bây giờ thì chúng ta sẽ phải chia đội và ba khách mời của chúng ta sẽ bước lên trước ha. Các bạn có quyền chọn coi là các bạn thích biểu diễn với khách mời nào thì các bạn đứng sau lưng khách mời đó. Đi. Ồ đã vậy. Các bạn yên tâm đi, bởi vì các bạn chọn ai thì option phục trang của các bạn chúng tôi đã báo để cho trợ lý chuẩn bị hết rồi. Wow. Và ba tiết mục đó sẽ được chấm điểm. Và hội đồng nghệ thuật của chúng ta chính là 1.500 khán giả ngày hôm nay. Wow. Chúng tôi có một cái máy đo âm lượng. Khán giả sẽ sao ao tên các bạn chẳng hạn như vậy, và chúng tôi sẽ đo cái âm lượng lớn nhất của tiết mục đó. Sau 3 cái tiết mục dự thi của các bạn thì âm lượng máy đo được của tiết mục nào lớn nhất thì đội đó chiến thắng. Ngoài 3 bài này ra, bởi vì Ngô Kiến Huy của chúng ta dù sao cũng là ca sĩ. Chị. Trời ơi, dù sao. Trời ơi, dù sao. Hồi nãy là nghệ thuật chứ không phải là hề. Rồi bây giờ dù gì cũng là ca sĩ. Trời ơi. Nói là em quên luôn á. Quên luôn. Hôm nay là sinh nhật mẹ luôn á. Mà chị nói cái mỏ chị giật. Mỏ chị giật. Y ngại mẹ đúng không? Chưa giờ anh tưởng em barista, bartender không á. Thì ca khúc mà Huy sẽ mang đến trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã chọn một bài hoàn toàn mới chưa ra mắt của Ngô Kiến Huy luôn. À là tụi em thử nghiệm á ha. Nếu bài đó thành công là chương trình thành công ha. Mình phải hỏi cái bài của Huy hay không chứ. Nếu mà chúng tôi thấy không hay chúng tôi cắt khỏi chương trình. Đi. Tốt á. Nó cũng được. Rồi con người chị lạnh đó. Huy lạnh. Ok, cái bài đó hay nha. Nhớ. Ok. Nhớ. Rồi bây giờ chúng ta chia đội đi ha các bạn ha. Bây giờ xin mời các bạn lùi xuống một chút và ba khách mời. Anh em mình qua bên đi, anh em qua bên đứng. Ba khách mời, xin mời ba khách mời đứng lên phía trước đi ạ. Em nói thiệt á, thật ra ba khách mời nó nhỏ này, rồi ta nghe đó. Em không có tâm đắc khách nào hết. Ủa sao vậy? Mỗi người thiếu. Gì hết. Một mắt bắt của mình phải chọn. Rồi đi. Đây. Rồi chọn đi. Chọn đi, nhắm mắt lại đi. Tự chọn ha. Nhắm lại. Công tâm nha. Kìa. Trời ơi, thằng bé nè, cái xương xuống điện ảnh nè. Ngày xưa không? Ý, còn nha. Rồi, tranh thủ nha. Đây, chiếc cờ bắp lắm đó. Trời ơi. Không vô trong hết rồi. Ôi, sao chỗ nó gần sống dữ vậy em? Một, chuẩn bị chạy. Một, hai. Rồi, mở mắt đi ạ. Mắc cỡ chưa? Ủa sao vậy? Ủa? Là không ai chọn mình mà họ tự chọn họ, không có giá trị. Khó quá. Này chị đang nghĩ tụi em đáng. Khó quá. Chọn đi. Ráng đi, ráng chọn người đi chơi cho nó hợp tác. Hợp tác đi thì ok. Không phải chọn người này bỏ người kia. Đúng rồi, cho khách mời chọn đi. Ai cũng thích hết. Ai cũng thích hết. Đúng rồi, khách mời chọn đi chị ơi. Rồi bây giờ nếu mà mấy bạn không chọn là tôi sẽ chỉ định nha. Trời ơi. Thôi vậy đi anh ơi. Thôi vậy anh vậy ơi. Còn bao nhiêu tội lỗi gì thắm anh. Rồi bây giờ ngủ một mình của Nagip với là Hiếu đúng không? Dạ. Thì bây giờ Hiếu diễn chung với Nagip là đó. Trời ơi, đúng rồi. Ok luôn. Trời ơi, hỏi tập rồi. Vậy đi, hỏi tập rồi. Trường Giang là cưng Hiếu nhất đúng không? Rồi cũng thân với Nagip nữa đúng không? Giang về đội này luôn. Trời, khỏi tập luôn. Trời ơi, anh không muốn mấy ngủ một mình đêm nay. Anh là tập nhiều nhất đó. Anh là phải tập nhiều nhất đó. Yên tâm, trời ơi. Có Hiếu, có Nagip là lo gì nữa. Rồi, đợi tôi xong. Ủa nhanh vậy? Chốt bây rồi. Giờ Isaac thấy Tuấn hay sờ mó Isaac nãy giờ? Trời ơi. Không thiệt, đã quá anh ơi. Đó, nó sờ mó. Ủa nó gợn quá. Trời ơi, sao bằng bên đây được? Con mặt Huy đang có vẻ rất là phán xét cái cặp này đúng không? Huy về đội Isaac luôn. Huy về đội Isaac luôn. Trời ơi, đội tam tay. Trời ơi, tam tay ba đứa. Ba lại xin tam tay. Trời ơi. Trời ơi. Đội tam tay. Tụi
em tam tay chưa đủ hả chị? Trời ơi, đâu nó chiếc mồ luôn vậy. 8 tam tay chị. Đội phúc lòng thọ. Trời ơi. Đấy, nhưng mà đội này visual nha. Với Dương Lâm và Quyết Phan thì hai chị em này rất là thân thiết với nhau và lúc nào cũng hay tách ra đi riêng hết. Do đó hai bạn sẽ cùng diễn lối đi riêng với Pháp Kiều. Wow, tuyệt vời. Hợp lý quá, hợp lý quá. Nhóm chúng ta là nhóm ai vô đứng center, ai vô đứng center. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đó, đáng rồi. Đáng mới đáng tuổi gì? Tuổi gì? Mới lên sống con tập mà. Tuổi gì mà vô center? Quá đáng ghê không? Người ta hát chính người ta có center. Chết em vô đó em phụ họa thôi. Ủa vậy? Tôi lo cho Pháp Kiều quá. Thôi ai nhảy được đứng ấy đi, em đứng bìa cho. Cậu điên khùng. Đúng rồi, Lâm đứng giữa giữa đi. Chết rồi, chết rồi em ơi, chết rồi. 4 khuôn 8 là ngon. Dưới ra đi em nhảy được mà. Nhảy được mà, đứng trên đi Hiếu. Nó có cái đạn thuốc sáo mọi người để tay. Hút thuốc hả? Hút thuốc không? 7 triệu rưỡi. Thôi 7 triệu rưỡi em ơi, đừng bắt tụi anh làm. Vậy đi, cho vậy đi. Ừ. Tụi anh hút xì gà được không? Làm là tẩy đi. Lên nè. Lên. Xuống nè. Lên nè. Xuống nè. Lên. Xuống. Lên. Lên chân. Chân đây, đúng rồi. Rồi xong tiếp tục mình nhảy qua đây. Nhảy qua đây. Nhấc giòn nha. Rồi chân cứng hay chân chậm nè. Rồi đi cái đầu hơi cái đầu thổi nha. 5 6 7 8 đúng rồi. Cái đầu sẽ bên trái trước 2 đi. Trời tiền đình trái, quá. Trái phải. Đúng rồi. Đây nó thấy nó chiêu chiêu thôi. Tiền đình quá. Nó bình dương quá. Ok đi hai cái hai đi. 1 2 3 4 Còn cái này là mình cũng thổi sáo luôn mà phía trước. 5 6 Ok. Còn cái đầu đi chung với cái mông. À là sao tiểu nè. Say Hi Concert 2024 chính thức bán vé ngày 21 tháng 8 tại ticket.vshop.vn.